bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bây giờ là 8 giờ rồi, thì Duy đang trên đường giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 về lại thành phố Đà Lạt. Thì lúc mà Duy khởi hành ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng các bạn là lúc khoảng tầm 5 giờ rưỡi, thì bây giờ là gần 8 giờ rồi. Đó, thì chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này có thể nói đây là cái chiếc xe mà Duy yêu thích nhất trong tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Bởi vì cái xe C300 các bạn nó rất là nhiều cái option, cũng như là cái thiết kế của nó rất là thể thao và trẻ trung. Đó, và thành phố Đà Lạt á, thì là cái thành phố mà Duy cực kỳ yêu thích luôn. Có thể nói là một cái nơi rất là đáng sống, bởi vì là không khí ở đó rất là mát mẻ cũng như là cực kỳ trong lành luôn. Thì nếu các bạn nào mà chưa có đến thành phố Đà Lạt á, thì Duy nghĩ là các bạn nên sắp xếp để đi sớm đi, bởi vì là ở đó rất là giống thời tiết ở châu Âu các bạn. Thì đồng hành ngày hôm nay đó, thì với Duy lại có là bạn Bin. Thì các bạn chắc là chưa biết bạn Bin đâu, tại vì những lần mà Duy đi giao xe thì chủ yếu là đi với anh Sĩ, nhưng mà do hôm nay là anh Sĩ bận rồi. Đây là Bin nè các bạn. Đó, Bin còn rất là trẻ. Đó, thì Bin nhỏ hơn Duy tới là 10 tuổi luôn. Đó, quá trẻ luôn, nhưng mà Bin rất là có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái việc mà lái xe, cũng như là trước đây là Bin đã làm ở trong những cái đội mà cứu hộ xe các bạn. Đó, thì bây giờ là Duy đang ngồi trên chiếc xe của Bin. Thì ở phía sau các bạn thấy là có những cái cờ nè các bạn. Thì những cái cờ này là cái cờ gì vậy Bin? Đây là mấy cái cờ nhóm hội của em, những anh em lái xe đang giao lưu để chơi. Vậy hả? Cái nhóm của em kêu là cái nhóm gì? Hội lái xe miền Nam. À, hội lái xe miền Nam hả? À, cái nhóm của em thành viên là đông không em? Thành viên của em, cái hội tổng của em là thành viên là 70 mấy ngàn người đó. Wow, 70 mấy ngàn người á. Dạ. Vậy nếu mà em vào trong cái hội này á thì có cái lợi ích gì không, hay là chỉ là vui thôi? Em vào nhóm, vào hội là chủ yếu là để mình trao dồi, mình học hỏi thêm những cái kinh nghiệm ngoài đường sáng đó. À, anh em gặp gỡ nhau, giao lưu cà phê cà pháo, giúp đỡ nhau cho công việc vậy đó, cũng vui vẻ. Chẳng hạn như là nếu mà trong trường hợp mà em đi mà trên đường có vấn đề sự cố gì thì chắc là ở đâu cũng có mấy anh em để hỗ trợ đúng không? Dạ đúng rồi, ở đâu cũng có rồi. Chỉ cần mình đăng nhẹ một cái bài là có nhiều anh em ra. Cái đó là em đăng trên cái group là Facebook của em, trong nhóm của em hả? Dạ đúng rồi, mình đăng ở trong nhóm là sẽ có anh em tên. Ok, thì bây giờ là tới đâu rồi em? Mình tới Phú Túc rồi, Phú Túc Đồng Nai. Phú Túc Đồng Nai á, dạ. Thì khoảng bao lâu nữa mình sẽ tới lại Đà Lạt nha? Thì khoảng 1 giờ là mình tới Đà Lạt. 1 giờ khuya. 1 giờ khuya ha? Dạ. Ok, thì khoảng tầm 1 giờ khuya thì hai anh em tới lại Đà Lạt, thì chắc là Duy phải thuê một khách sạn ở đó các bạn để ngủ tới sáng ngày hôm sau. Thì 7 giờ Duy sẽ giao cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này cho anh Hòa, cho anh Duy và chị Hòa các bạn. Thì vì là anh Duy và chị Hòa là xem giờ, cái giờ đó là cái giờ đẹp đó, thì một lát nữa khi mà đến nơi cũng như là tới khách sạn thì Duy sẽ quay cho các bạn xem, cũng như là mời các bạn cùng Duy và Bin đi giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này về thành phố Đà Lạt nha. Hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Đà Lạt. Cho nên là Bin mở nhạc miền Tây. Dạ, An Giang, Đồng Tháp kế bên nhau luôn. À, Duy ở Đồng Tháp, còn Bin ở An Giang, hai anh em cũng cạnh nhau. Thật sự mà khi mà đi giao xe như thế này các bạn, nó sẽ vui hơn. Tại vì nếu mà Duy thì Duy đi bằng cái chiếc xe mà xe khách đó các bạn, thì nó thoải mái hơn nhiều, nó khỏe hơn nhiều. Nhưng mà Duy lại thích đi như thế này. Thì thật sự là khi mà đi như thế này thì thứ nhất là Bin cũng đỡ buồn hơn, và Duy cũng vậy. Đó, thì để mà Bin đi một mình thì cũng khá là buồn đó các bạn. Cho nên là thôi hai đi như thế này cho nó vui. Cái đèo nó xấu như quỷ, nó xấu hơn mặt em. Trước là nó hổ gà nữa anh trai, từ đầu đèo đến cuối đèo hổ dôi bự bự. À hả? Hiện tại bây giờ thì
Duy đang ở trên đèo Bảo Lộc các bạn, cho nên là chạy khá là chậm, bởi vì là đường đèo ở đây thì nó khá là quanh co, nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì phía trước mình là hai chiếc xe tải nè, các bạn thấy không, nó chạy rất là chậm luôn. Mình lên đèo mình chỉ việc chạy chậm chậm bám theo đuôi thôi đúng không em? Tại vì cái này của em đây là xe nặng, mà không xe nặng thì nó leo nó hơi cực chút. Mình này cũng vậy, mình đi đúng một ga, đi số nhỏ rồi sẽ lên đèo đâu. Thôi kệ, mình cứ đi tầm chậm chậm thôi em, cho nó an toàn. Dạ. Rồi em thấy không, xe ngược chiều kìa, giờ nó quay, nó vượt nó quay nguy hiểm không? Em thấy không? Nó quay tấp vô liền không? Cực kỳ nguy hiểm luôn. Ở trên xuống nữa. Mà cái đường đèo ở đây thì nó rất là nhỏ các bạn, nó chỉ có hai chiếc xe qua mặt nhau thôi. Nhưng mà mấy chiếc xe con các bạn thấy không, nó vượt trái luôn, cực kỳ nguy hiểm. Thì thật sự từ đây xuống, từ thành phố xuống Đà Lạt các bạn, đi khoảng tầm mình cho là đi cái xe vận chuyển này, đi cho tối đa khoảng là 7 tiếng thôi. Nhưng mà là Duy đã đi tranh thủ rất là sớm rồi, thì bắt đầu 5 giờ rưỡi thì Duy đã khởi hành rồi, bởi vì là Duy biết là đi Đà Lạt các bạn đi qua rất là nhiều cái đèo và cực kỳ nguy hiểm luôn, cho nên là Duy phải đi tranh thủ sớm hơn một xíu đó, để vì chúng ta có thể chạy chậm chậm thôi, và nếu mà trong trường hợp mà mệt thì pin có thể là dừng lại ngủ các bạn đó. Cái chiếc xe này các bạn, chiếc xe này cái xe nó vượt nè, vượt phải nè, khi mà có xe ngược chiều rồi thì phải tấp vô, cực kỳ nguy hiểm luôn. Đó, nếu mà trong trường hợp mà mấy chiếc xe kia mà nó chạy nhanh hơn một xíu thì rất là nguy hiểm. Khi đi đường đèo buổi tối như thế này á các bạn, thì nếu mà chúng ta ở phía sau như thế này nè, chúng ta muốn vượt lên cái chiếc xe phía trước á, thì cái chiếc xe phía trước nó có cho chúng ta vượt hay không thì chúng ta chỉ việc xem vào cái đèn xi nhan. Thì nếu mà cái chiếc xe phía trước mà xi nhan và phía bên tay phải á, thì cái xe của mình có thể là vượt lên được, bởi vì là xe ngược chiều không có. Hoặc là nếu mà cái chiếc xe phía trước mình mà xi nhan về hướng bên tay tay trái á, thì nó sẽ báo hiệu là nó sẽ không cho chúng ta vượt, bởi vì là có thể là phía trước đang có xe ngược chiều. Thì đó cũng là một cái tín hiệu để mà các tài xế có thể là biết được mà có nên vượt hay là không đó. Thì cái này thì Duy mới vừa biết, bởi vì pin mới chia sẻ lại thôi đó. Thực sự cái này Duy cũng không có biết đâu. Cái đèo Bảo Lộc này thì Duy đã lái một lần qua cái đèo Bảo Lộc này rồi các bạn, nhưng mà Duy đi bằng xe ô tô thôi đó. Nếu mà các bạn mà có xem cái clip mà Duy giao xe về thành phố Bảo Lộc á, chiếc xe C200S Lucy á, thì các bạn sẽ biết là Duy sẽ đã giao cái xe qua khu vực này rồi. Bây giờ là 12 giờ khuya rồi các bạn, Duy đang lên trên đèo Mimosa để mà xuống thành phố Đà Lạt. Thì bây giờ nó còn khoảng tầm 10 cây số nữa em, khoảng 10 cây số nữa là tới thành phố Đà Lạt rồi. Thì nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó rất là lạnh luôn các bạn, thì Đà Lạt bây giờ nó có 14 độ C thôi, nó rất là lạnh. Thì cái đường lên đèo Mimosa này nó khá là xấu các bạn, tại vì cái đường này là chỉ dành riêng cho xe tải thôi, xe tải của mình thì không đi được cái đường ở bên ngoài kia. Cái đường ngoài kia thì nó cấm tải, cho nên là phải đi cái đường này đó. Thì các bạn thấy là Duy cầm cái máy quay mà nó rất là rung luôn đó, bởi vì là đường ở đây rất là xấu. Ok, thì một chút xíu nữa là tới Đà Lạt rồi. Anh ơi, bây giờ có nhận phòng không anh? Ok.
đường đi ăn sáng cùng với anh Duy và chị Hòa. Thì anh Duy và chị Hà đang chạy ở phía trước đó các bạn. Thì khi mà ăn sáng xong thì anh em sẽ giao cái xe Mercedes-Benz C300 này cho anh chị. Cái đường này giống bên Hàn Quốc ghê á, tại vì mấy cái lá, mấy cây nó rụng lá á, mùa lạnh á nó rụng lá, y chang bên Hàn Quốc. Đẹp dễ sợ. Những cái bệnh viện các bạn, nhìn như là một cái biệt thự cổ thôi, chứ nó sẽ không có xây giống như là những cái bệnh viện kiểu Sài Gòn mình đó các bạn, thấy không? Nhà ở đây cũng vậy nè, nếu mà xây nó xây theo cái kiểu mà biệt thự dạng kiểu Pháp. Nhà này có cái dạng bông giấy đẹp quá em. Wow. Quẹo đây nè. Chị có 3 con chó luôn hả? Nó hiền quá chị hả? Hiền lắm em. Đó là con chó Phú Quốc nè. Lâm không có thấy rõ cái màu. Cái màu này nhìn nó trẻ. Hôm bữa trong salon thì không thấy đẹp, không thấy nó sáng, nhưng mà hôm nay thì tối, trong đó nó không có đủ trong ánh sáng. Trong đó nó tối, không đủ ánh sáng. Tối nay đẹp. Tối nay đi ra chụp tấm hình để nhờ chụp tấm hình chụp tấm hình. No. Bắt cao hơn cái chị em cũng nhiều lắm. Cao hơn hả? Cao hơn của chị em nó cũng đỡ. Số nè, con bấm nè. Bị số của muối bấm lắm. Muối bấm á, muối. Chắc anh đứng sát với đây chụp mình cảm thấy lên bê bối mà chụp cái gì trời. Có gì lấy khúc ấy thôi. Đây, có mùi đâu? Mùi bắt học. Chụp là chị sẽ chế độ. Vì đồ zin hết rồi. Đồ zin hết rồi. Hai đứa con vượt trước lại ta. Đã ha. Ủi hết hả? Đúng rồi. Bên ngoài là chỉ có phòng tập gym.
Vậy hả? Đang chờ gì đó. Vậy hả? Đây hả? Tính tính nào đây hả? Đúng rồi. Chị đang chờ thiết bị về nè. Chị, cái lá này là cái lá rosemary. À, thơm lắm. Đúng rồi. Người ta ăn thịt bò rồi đó, hay có để cái này rắc cái này lên. Vì phòng tập gym nên là sàn cao su hết. Dạ. Chị mua cái máy về để đây. Đúng rồi. Anh cũng thấy là thằng cao su mình có thể đưa cho mình về ở trên. Anh cũng thích xe đúng không chị? Thích à, xe. Xe tại đâu? Chị không có xe tặng ở trong công ty. Đẹp quá chị ơi, nhà chị đẹp dễ thương quá. À bên kia hoa đẹp lắm. Ờ. Hoa này dễ thương quá. Ở đây chị đâu có thua ở bên nước ngoài đâu chị. Không khí y chang luôn á. Vừa chắc ở nước ngoài mà thấy như ở đây đâu. Nhìn cái hoa này chị đã không? Anh đào. Vì cái đào giống anh nói nè. Em không, bữa rồi anh có khoe em cái này. Ồ cái đào nè. Bông mà tết tới giờ luôn nè. Đó. Trời ơi nhà chị có cái cây hồng leo nè. Bông đó hả? Bông chín luôn anh thấy không? Đây nè, cái cây hồng pháp này nè. Đó hả chị? Bông này. Ồ quá trời bông luôn nè. Nhiều lắm. Trên kia em thấy cái nụ trên trời kìa. Nụ mà một. Chị ở đây nên không biết nó giống ở nước ngoài nè. Trồng cây gì, mấy cây hoa này nọ đó. Ủa cái cây này, cái trái này trái gì vậy chị? Đào. À trái đào hả? Ừ. Đào mình thấy người ta bán. Ủa mình bán trà đào là cái này hả? Phải không? Đúng rồi. Là cây này hả? Đúng rồi. Ồ. Thấy đào nè. Cái đào. Thấy một cái nha mẹ nha. Thấy mẹ nha. Thơm quá ta. Thơm mùi gì vậy chị? Hoa hả? Rosemary á. Ờ. Rosemary nè. Dạ. Con hái nha mẹ nha. Em chỉ cần bật tay. Cái này chị cảm rồi nè, phải không chị? Đúng rồi. Cái rosemary ở nước ở nước ngoài đã phổ biến dữ lắm. Ở mình bây giờ người ta có trồng cũng nhiều không? Không chưa hái được cho nó. Cái lá này em thấy mà đi ăn bistec này nọ đúng người rồi, ta hay xác. Có đắp cái này lên đúng không? Đó. Đúng là miếng bò. Ừ. Không, con thấy cái quả cái kia. Bông. Đây là chị mới giống như mới cắt á, mới cắt đi để cho nó ra thêm bông á. Cô mới nghĩ là hoa hồng là chờ sướng. Chứ bởi vì chị đi vô Sài Gòn mấy ngày đó chị cũng muốn về lại đúng không? Không, thực ra ở chỗ đó thì cũng ok lắm luôn á. Ở quận 2 thì chỗ đó là ok quá rồi. Em thích ở chỗ đó lắm luôn á. Và cũng có mắc quá. Ở chỗ đó quá. Đây có đạn vô dễ thương quá nè. Đẹp quá không? Đẹp thương dễ sẵn. Ok. Đã chụp cho anh tấm hình nha. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Thì sau khi mà giao xe xong cho anh Duy và chị Hòa thì bạn Bin tiếp tục đi ra Nha Trang để lấy cái xe trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Còn Duy thì đi ra bến xe Thành Bưởi để mà quay về lại thành phố Bảo Lộc các bạn. Bởi vì là Duy có hẹn với anh Nam ở Bảo Lộc. Bởi vì anh Nam đang quan tâm đến chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Thì cũng rất là may mắn trong cái đợt này các bạn là do Duy giao xe cho anh Duy và chị Hòa. Và cũng ngay cái dịp là anh Nam cũng đang quan tâm cái chiếc xe GLC, cho nên là Duy kết hợp cả hai luôn các bạn. Thì một lát nữa khi mà đến Bảo Lộc gặp anh Nam thì anh Nam ký hợp đồng cũng như là đặt cọc luôn. Thì rất là cảm ơn anh Duy và chị Hà. Thì nhờ anh Duy và chị Hà mở hàng cho nên là Duy rất là may mắn. Hiện bây giờ thì Duy đang đứng ở ngay thành phố Bảo Lộc các bạn, do là cái chiếc xe Thành Bưởi mới thả Duy xuống đây. Thì cách nhà anh Nam khoảng tầm 7 cây số đặng. Thì nãy giờ Duy đứng đón xe mãi mà không được các bạn. Thì nói chung là cái lần này đi trên chiếc xe Thành Bưởi thì Duy là rất là không hài lòng. Từ cái lúc mà mua vé đến lúc mà lên xe và xuống xe tại đây. Thì Duy cũng chia sẻ cho các bạn luôn.
thì lúc mà Di đến mà Di mua vé thì các bạn mà nhân viên bán vé bạn cũng không có tư vấn cho Di là anh nên chọn cái ghế nào, hiện tại là cái ghế nào đang còn trống, anh ngồi ở dưới hay là anh ngồi ở trên tầng trên, tại vì là Di đi cái xe 2 tầng đó, thì Di thật sự Di cũng không có để ý cái vấn đề này các bạn, tại vì đi từ Bảo Lộc, từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc thì nó cũng khá là gần thôi đó, nhưng cho nên là Di cũng không có hỏi bạn đó, thì bạn đó sắp cho Di ngồi cái vị trí nào thì Di cũng chả biết nữa, nhưng mà đáng lẽ là bạn đó phải cho Di hay trước thì cái đó Di cũng không có để ý. Thì khi mà lên xe các bạn, các bạn đó cho Di ngồi ở cái ghế là 3B, ngồi ở trên. Thì do là Di phải đeo cái túi, xách cái túi này nó khá là nặng, cũng như là Di còn có hai cái túi ở đây đó, Di còn có hai cái túi ở đây nữa, cho nên là đồ đạc nó khá là nhiều đó. Và Di có nói với lại cái bạn phụ xe là em ơi, do đồ đạc của anh hơi nhiều cồng kềnh á, em cho anh ngồi ở dưới đi, tại vì anh thấy ở dưới nó còn trống nè, em kiểm tra xem còn cái chỗ nào mà khách mà chưa có mua không, cho anh ngồi ở dưới. Thì bạn đó cũng tiếp nhận thông tin các bạn, mà nói bạn nói là mình đợi bạn đó một xíu. Thì Di đợi mãi thì Di cũng chả thấy bạn đó báo lại mình, nhưng mà thôi kệ, tại vì là đi từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc nó cũng không phải là xa lắm, cho nên là thôi kệ. Nhưng mà đến là khi mà lúc mà xuống xe như thế này các bạn, lại mình lại cảm thấy là hơi khó chịu một cái nữa, là do là đi tới Bảo Lộc đó, sẽ có thêm một cái khách hàng nữa xuống, sẵn tiện là cái người đó xuống, cho nên là cái bạn lơ xe là kêu Di xuống luôn. Thì Di chả biết ở đây là chỗ nào, bạn đó nói là ở đây đón xe taxi đồ khá là dễ đó, nhưng mà nãy giờ Di đón xe cũng không có được, và Di có gọi cho anh Nam rồi, anh Nam có cho cái xe taxi ra đón Di. Thì thật sự đi lần này, cái chuyến lần này thì đi cái xe Thành Bưởi thì Di thấy là dịch vụ rất là kém các bạn đó, thì không biết là các bạn đã từng đi xe Thành Bưởi thì các bạn thấy như thế nào đó, thì các bạn comment cho Di biết. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi trên xe của anh Nam. Thì rất là may anh Nam cũng đang đi về lại Vĩnh Long, cho nên là Di có gian anh Nam về lại Sài Gòn luôn. Thì lát nữa hai anh em ghé Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, anh Nam xem lại chiếc xe GLC 200, rồi anh Nam đặt cọc. Anh Nam đây các bạn. Anh Nam rất là dễ thương. Thì thực sự là đáng lẽ anh Nam đi từ sáng rồi các bạn, chứ không phải đợi bây giờ mới đi đâu. Tại vì anh Nam đợi Di, đợi Di đi giao cái chiếc xe ở Đà Lạt quá, cho nên là tới anh sang anh Nam hơi trễ. Bây giờ hai anh em bắt đầu đi nè, anh Nam đợi Di từ sáng tới giờ luôn. Dạ. Đó là toàn bộ cái chuyến hành trình mà Di đi giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG về Đà Lạt cho anh Di và chị Hòa. Thì anh Di khi mà giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 lần này cho anh chị thì Di cảm thấy là anh chị cực kỳ dễ thương và cực kỳ nhiệt tình luôn. Thì bằng cách là anh chị đã chuẩn bị sẵn cho Di một cái phòng, thì khi biết Di đi đường xa cũng như là đi tới Đà Lạt vào trong đêm, và khi mà đi về các bạn, anh chị còn lì xì cho Di một cái phong bì. Thì nói chung là cái phong bì cũng rất là dày. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, bởi vì là tin tưởng và ủng hộ em. Thì khi mà giao chiếc xe xong á, thì Di lại gặp anh Nam tại Bảo Lộc, cũng như là anh Nam đã ký hợp đồng và đặt cọc cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Thì có thể là cái chuyến đi lần này là cái chuyến đi mà đầu tiên trong năm 2020 của Di, và có thể nói đây là một cái sự mở màn cũng như là một cái khởi đầu rất là khả quan trong năm 2020 của Di. Rất là cảm ơn anh Di, chị Hòa và anh Nam đã tin tưởng chọn thương hiệu Mercedes-Benz và ủng hộ Di. Thì bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại là 091465 3979. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.